Con người sau chuỗi ngày bất tận tàn phá thế giới thì đến một ngày mẹ thiên nhiên trút giận lên đầu chúng ta. Bão táp mưa sa, nhiệt độ tụt nhanh như tụt quần. Kỳ băng hà thứ hai đã đến. Lần này thì chúng ta không theo chân đàn voi ma mút và con sóc bắt lọ bỏ sồi, mà theo chân ông bố Jack Howe, một giáo sư nghiên cứu về khí hậu, cùng ông con Sam, một thanh niên thuộc loại mọt sách hành động, vừa thông minh vừa biết đánh nhau. Còn nhiều nhân vật phụ khác thì dần vào phim sẽ kể sau. Ban đầu thì Jack làm việc ở Bắc Cực, khoan xuống đống băng nghiên cứu cái gì đấy. Nhưng một vết nứt khổng lồ xuất hiện, trông như muốn bổ đôi Bắc Cực ra. Một hội nghị về sự ấm lên toàn cầu được tổ chức sau đó tại New Delhi. Sam đang diễn thuyết về hiện tượng kỳ băng hà. Nguyên nhân của nó lại chính là nóng lên toàn cầu. Nghe thì có vẻ đần, nhưng mà đó là khoa học. Cụ thể thì dòng hải lưu Bắc Đại Tây Dương đưa nhiệt lượng mặt trời từ xích đạo lên phương Bắc, nóng lên toàn cầu làm rối loạn hải lưu. Thế là phía Bắc sẽ lạnh như đường vào tim em ôi băng giá. Dự đoán kỳ băng hà sẽ quay trở lại trong 100 hoặc là 1000 năm nữa. Bắc Cực đã xuất hiện một khối băng nứt khổng lồ đầu phim, dấu hiệu rõ ràng khí hậu nóng lên báo động. Nhưng các chính trị gia thì không có tiền để lo cho mối nguy hàng ngàn năm nữa. Mặc dù sơ sơ trước mắt là ngoài trời Ấn Độ đang tuyết rơi. Sau buổi họp, Jack quen được Raptor, một nhà khoa học nghiên cứu các dòng hải lưu. Đội của ông này ở tách biệt trên một thảo nguyên. Họ phát hiện ra một vùng biển ghi nhận giảm 13 độ C, nhưng tưởng máy cảm biến bị hỏng. Lúc này hiện tượng cực đoan đang xảy ra trên khắp thế giới. Như ở Nhật Bản thì có mưa đá to như cái đầu. Rồi bão táp liên tục tìm ra kẻ mạnh nhất. Trong lúc đấy thì Jack gặp rắc rối với gia đình. Thằng con trai thần đồng bị tạch môn, lại còn chuẩn bị bay đến New York thi rung chuông vàng chỉ vì một con bé bạn học. Nhiệm vụ của Jack là đón con trai đến sân bay, nhưng sáng hôm sau thì sếp anh đến. Vì hôm trước Jack bật lại đám chính trị gia, nếu mà bị cắt donate thì đi cả lũ. Jack thì chả quan tâm, mỗi tội tí thì lại bỏ thằng con, bỏ quên không đưa ra sân bay chứ không phải là bỏ kia. Sam lên chuyến bay cùng hai đứa bạn, cậu da đen và Crush. Lúc này thì vài cơn bão khổng lồ đồng loạt xuất hiện, chiếc máy bay cũng nhấp ra vào liên tục thời tiết xấu. Trong khi đó ở phòng thí nghiệm của Raptor, nước biển ở nhiều nơi liên tục ghi nhận giảm sâu nhiệt độ. Nghĩa là thế nào? Nghĩa là trái đất có nguy cơ trở về thời kỳ băng hà theo giả thuyết của Jack. Ai cũng ngay lập tức lấy số liệu để phân tích. Cơ mà bão thì đã vào đất liền, mưa đá to bằng cái đấu ở mọi nơi. Những cơn lốc xoáy dần hình thành, bắt đầu tàn phá California, tàn phá thành phố một cách nặng nề. Thảm họa xảy ra khi lời nói của Jack bắt đầu được chú ý. Băng tan quá nhanh làm nước biển nhạt đi, sự mất cân bằng gây ra hiện tượng thời tiết cực đoan. Nhưng tất cả chỉ là lý thuyết, và Jack vẫn không xin được đầu tư một bộ siêu máy tính để nghiên cứu, thế là vẫn cặm cụi dùng hàng tồn để tính toán. Kết quả dự đoán kỳ băng hà sẽ đến trong 6 đến 8 tuần nữa, thế là 100.000 năm tụt xuống còn tháng rưỡi. Jack mới lo lắng gọi giục thằng con về nhà sớm, nhưng mà máy bay thì đã bị hủy, nên Sam chỉ hứa sẽ về bằng tàu lửa. Đến sáng hôm sau, Jack đến tìm phó tổng thống, đề nghị di tản hết các tiểu bang miền Bắc, nhưng mà thế thì tốn tiền lắm. Trong lúc đấy thì tuyết đã phủ trắng đến tận nước Anh. Thậm chí có 3 chiếc trực thăng khi bay vào tâm bão tuyết đã bị đóng băng ngay lập tức trong cái lạnh âm 80 độ. Lúc này ở New York, Sam cùng bạn bè về một căn biệt thự, nhà của Austin, cậu bạn quen được trong cuộc thi. Thời tiết bên ngoài may vẫn chỉ là mưa to sấm chớp, trong khi nhiều nơi khác thì đã bị bão lũ nhấn chìm. Austin rủ mọi người đi đón em trai. Đường xá bên ngoài thì tắc nghẽn do mưa lớn. Nhưng mà Sam vì đã hứa nên muốn đi về nhà. Trong khi đó thì mưa đã ngập hết cả tàu điện ngầm, những con vật trong sở thú bị ướt sạch. Có cái xui là đàn sói đã phá được cửa trốn đi mất. Đường phố dần ngập đến ngang người. Thế là đội của Sam chui vào thư viện để trú. Lúc di chuyển thì Crush Sam còn bị thương ở chân. Trong khi đó ở ngoài khơi nước biển thì đã ngập quá tượng nữ thần tự do, sau đó ập vào thành phố như dân tổ thấy bờ hồ. Crush của Sam không biết điều đấy, quay lại giúp một bà lấy đồ. Sam liều mình chạy ra cảnh báo, suýt soát kéo được cô vào thư viện trước khi cơn sóng ập đến cuốn trôi mọi thứ. Lúc này Jack đang tìm hiểu nguyên nhân khiến mấy chiếc trực thăng đóng băng. Đấy là do cơn bão cuốn hết khí lạnh từ trên cao xuống mặt đất, khiến nhiệt độ hạ thấp cực kỳ nhanh. Có 3 cơn bão như thế đang lớn dần, và sau 2 ngày chúng sẽ che phủ cả Bắc Bán Cầu, kỳ băng hà mới sẽ đến. Cũng có nghĩa là đội nghiên cứu của Raptor cũng sẽ bị kẹt lại ở nơi đó, nhưng tất cả đã sẵn sàng tinh thần để hy sinh. Lúc này thì New York đã thành bể bơi công cộng, những người sống sót bắt đầu ngồi thở, còn Sam thì đang sướng vì là Crush cảm động vờ lơ khi được cậu cứu. Sau khi thấy mọi người liên lạc với người thân, Sam mới nhớ ra mình còn ông Bo ở nhà, thế là mới hỏi xem có điện thoại công cộng không, rồi chịu khó lội xuống tầng 1 để gọi về cho gia đình. Jack mới dặn con trai phải ở trong nhà. Ra ngoài trời là thấy binh chi linh ấm hơn cả lưỡi, và đợi đấy ông Bo sẽ đến đón. Cuộc gọi cũng chỉ đến thế, bởi vì nước tràn và ngập kín cả tầng 1. May mà ông cháu không bị đuối nước tèo, lại còn được Crush ôm bảo là sưởi ấm. Chỉ một thời gian ngắn sau đấy, trời chuyển sang bão tuyết, nước phía dưới bắt đầu đóng băng, và một con thuyền chở hàng trôi dạt về trước thư viện. Thuyền này có ích gì sau sẽ biết. Quay trở lại với Jack, nghiên cứu của anh đã được Nhà Trắng quan tâm. Anh đề nghị di tản hết những người ở phía nam đường kẻ này, còn ở phía bắc thì đã không kịp. Tất nhiên là phương án này gây tranh cãi. Tổng thống thì trách ông phó là không thèm nghe khoa học, tha bổ nhiệm trần dân còn hơn. Ông phó thì bật lại kế hoạch kia vì như thế thì bỏ hơn nửa người dân Mỹ. Chỉ trích Jack không bị ảnh hưởng nên đưa ra cái phương án vô nhân đạo. Cơ mà không hiểu sao tổng thống lại biết vụ Sam mắc kẹt ở phía bắc, thế là ông phó quê vờ lờ. Lúc này thì New York chuyển sang thế giới Frozen, người bên trong thư viện cũng chỉ biết nằm ngủ. Bất chợt một ông ăn mày đang chơi bên ngoài thư viện nhìn thấy đoàn người đang di chuyển về phía nam, thế là ông chạy vào báo mọi người bên trong. Tất cả như nhìn thấy hy vọng trước mắt, chuẩn bị tinh thần nam tiến. Sam cố gắng cản mọi người lại, bố cháu dặn là phải ở trong nhà, thế nên tất cả đi ra ngoài.
Trong lúc đấy thì Jack gọi điện báo vợ đi đón con. Đã thế còn được hai ông bạn già đồng hành cùng, cơ mà Sam phải sống đến lúc ông bố đến được. Thế là tìm đến phòng sưởi thư viện cùng những người ở lại. Lúc này sức mạnh của tri thức mới được bộc lộ, dùng xác để nhóm lửa, rồi kiếm đồ ăn trong máy bán hàng tự động, ít nhất cũng làm được một cái ổ để sống. Thậm chí do mọi người bỏ đi gần hết nên càng sống lâu. Jack cũng đang hết tốc lực đi đón thằng con. Cơ mà tuyết rơi quá dày khiến xe không đi được xa mà phải chuyển qua đi bộ. Lúc này những người từ thư viện Nam Tiến đang gặp cả đống khó khăn, có kẻ đã nằm xuống vì lạnh, quyết định ở lại thư viện mới là đúng đắn. Bao nhiêu là sách để đốt và có một niềm tin để duy trì kiên nhẫn, chính là được bố của Sam đến đón. Mặc dù không hiểu đến đón xong về như nào, nhưng mà Jack vẫn quyết tâm tìm con. Ba người nối nhau bằng dây thừng kéo vật tư xuyên qua cơn bão. Nhưng khi ngang qua một mái vòm, nhiệt độ lạnh làm tấm kính nứt vỡ, khiến cho một người rơi tụt xuống dưới, lơ lửng phía dưới. May kịp giữ, không thì đến với con vào rằm tháng 7. Nhưng mà tấm kính khác cũng bắt đầu nứt vỡ, thế nên ông ở dưới cắt dây tự sát, đỡ liên lụy đồng đội ở trên. Thế là hành trình cứu con âm 1. Thậm chí túi hành lý cũng rớt theo, thế nên bữa tối chỉ có đun nước cho ấm bụng, khiến cho đồng nghiệp của Jack mất dần hy vọng. Bố thì khổ sở như thế, thằng con thì đang thoải mái ấm áp, lại còn đi tán gái, lại còn tỏ tình thành công. Mỗi tội đến sáng hôm sau thì Crash bị ốm, thế là cả bọn phải dựa vào sách để bắt bệnh. May mà tìm được căn nguyên là do vết thương ở chân từ cái lúc chen chúc dưới mưa ngày hôm trước, thế là mới tìm được cách chữa. Vấn đề là thuốc lại không có sẵn. Lúc này trạm không gian đang theo dõi đường đi của cơn bão, gửi về cho đội nghiên cứu dưới đất. Họ phát hiện ra nó sắp tràn đến New York, nghĩa là đến chỗ bố con Jack. Ông bố bây giờ đã khó lại còn gặp thắt cái eo. Người đồng đội còn lại đói quá cũng xỉu đi mất. Phía ông con trai thì đang nghĩ ra chỗ tìm thuốc. Đấy là con tàu bên ngoài. Đi cùng cậu còn có anh da đen và Austin. Ba người mò vào bên trong tàu, nhưng bên ngoài thì nguy hiểm đang đến. Chính là bầy sói sổng ra. Bên trong thì cả đám được phòng thuốc, treo qua cửa sổ để đi vào, cũng lấy được loại thuốc cần tìm. Nhưng mất công đi rồi thì phải vào nhà bếp tìm thêm đồ ăn. Chính vì quyết định này mà bầy sói có thời gian lao đến cắn được vào chân cậu da đen. Sam dùng đèn pin đập con sói, rồi sống sót kéo cậu bạn vào phòng khác. Lũ sói tức giận vòng quanh cửa không chịu bỏ đi. Sam lúc này nhìn ra cửa sổ, bão tuyết chợt tan, nghĩa là tâm bão đã đến gần, phải lập tức quay về. Kế hoạch là cậu ra ngoài dụ sói. Thế là Sam trèo qua cửa sổ, dẫn đàn sói đi ra chỗ khác. Hai người bạn đi ra chiếm lấy phòng ăn. Lúc này tâm bão đã đến chỗ hai bố con, không khí lạnh tràn xuống đóng băng mọi thứ. Jack lập tức kéo đồng bọn đến một cái nhà gần nhất. Sam cũng cật lực chạy vào thư viện. Cái lạnh tràn đến khiến băng phủ trắng cả cánh cửa phòng, rồi thúc giục mọi người đốt thật nhiều sách. Jack thì an toàn vượt qua được tâm bão, đồng đội cũng tỉnh lại, anh chỉ còn cách con trai khoảng 40 km. Thế là cả hai lại bắt tay lên đường. Dọc đường thì gặp cả đống người tèo vì lạnh. Đêm hôm đó lại là một buổi tối cắm trại ngoài trời. Cả hai trò chuyện với nhau về tương lai nhân loại, về cả việc Jack chỉ cố gắng giữ lời hứa với con trai, chứ không ai biết liệu cậu có sống sót nổi không. Tin mừng là cơn bão đang dần tan đi. Jack thức dậy với bầu trời thoáng đãng, bầu trời sau một cuộc đại thanh trừng. Những công trình vĩ đại của loài người như nữ thần tự do cũng thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Cả một nền văn minh cũng sẽ bị chôn vùi dưới cơn giận của tạo hóa. Jack cuối cùng cũng đến được toàn thư viện. Nó gần như bị chôn vùi dưới tuyết. Anh trèo vào bên trong, tìm được căn phòng có ánh sáng hắt ra. May là bên trong thằng con vẫn sống sót. Thế là hai bố con ôm chầm lấy nhau. Cuối cùng sau bao lâu khó khăn vượt tuyết, hai bố con cùng nhau đợi cứu hộ đến. Chính phủ đã thỏa thuận được để di trú đến Mexico, thế nên đưa trực thăng đến giải cứu những người sống sót. Bài học rút ra là hãy bảo vệ môi trường và subscribe hệ thống kênh của The Reviewer. Tôi còn quạ, xin chào và hẹn gặp lại.